chơi. Tại Los Angeles, xe chở giảng sư hội. Chào mọi người, đây là ở Los Angeles, là show trình diễn của các xe cổ điển. Giờ này là giờ nghỉ rồi, 5 giờ chiều rồi.
sớm là được coi mấy chiếc xe nhảy múa rồi. Đây là khu bán hàng lưu niệm mở suốt tuần ở Los Angeles.
Cảm ơn các bạn.